Xin chào tất cả quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Houston. Quý vị đang theo dõi chương trình tư vấn luật pháp cùng với luật sư Tony Đinh đến từ văn phòng Đinh Law Firm. Thùy Nhung mến chào anh ạ. Kính chào Thùy Nhung và kính chào quý vị. Vâng, thưa quý vị, rất vui khi được trở lại với chương trình và đem đến cho quý vị những thông tin bổ ích nhất về luật di trú. Thời gian gần đây thì Thùy Nhung nhận được những cái câu hỏi thắc mắc liên quan đến thẻ xanh là vấn đề về nhập tịch. Thì bây giờ ngày hôm nay Thùy Nhung sẽ đem lên đây vài câu hỏi liên quan đến vấn đề này nhé. Trước tiên hết thì Thùy Nhung có lẽ là nhờ anh Tony hãy update cho quý vị khán giả của chúng ta những cái ngày mà bảo lãnh nó đã đến đâu rồi ạ. Vâng, cảm ơn Thùy Nhung. Thứ nhất là tôi muốn khuyên cho các quý vị là quý vị nào mà thắc mắc về cái ngày ưu tiên đó thì quý vị có thể lên trang Google, Google Search Visa Bulletin rồi viết cái tháng và cái năm mà mình muốn. Chẳng hạn nếu mà hôm nay là tháng Giêng 2018 thì có Visa Bulletin January 2018 là họ sẽ hiện lên cái bảng ưu tiên đó. Nhưng mà để lặp lại cái bảng ưu tiên đó cho quý vị biết sơ sơ cho hôm nay. Diện thứ nhất, đây là diện F1 là công dân Mỹ bảo lãnh cho con cái mà độc thân. Là hôm nay là họ đang xét 15 tây 2011, tháng 3, 15 tây 2011. Cho thường trú nhân bảo lãnh cho con cái dưới 21 tuổi và cho vợ chồng là 1 tây tháng 2 2016, 1 tây tháng 2 2016. Thường trú nhân bảo lãnh cho con cái trên 21 tuổi chưa có lập gia đình là 1 tây tháng 12 2010, 1 tây tháng 12 2010. Cho công dân Mỹ bảo lãnh cho con cái mà đã lập gia đình rồi, đó là không cần biết là tuổi nào mà đã lập gia đình rồi đó, thì họ đang xét 8 tây tháng 10 2005, 8 tây tháng 10 2005. Cho anh chị em của công dân Mỹ là 22 tây tháng 6 2004. Thưa quý vị, có nhiều chuyện đồn tụi tôi có nghe là nhiều người nói là cái diện anh chị em họ đã hủy, không có cho bảo lãnh, hay là cái diện gì đó đã thay đổi gì. Thưa quý vị, tới hôm nay tháng Giêng 2018 chưa có cái gì nó thay đổi hết cả. Quý vị nên lên trang web của Sở Di trú hay là trang web của Bộ Ngoại giao, State Department, để biết coi nếu mà họ có hủy đi cái gì đó. Quốc hội họ chưa có thay đổi cái luật pháp gì hết cả. Dạ, đây là những cái thông tin chính thức mà chúng tôi lấy được từ những website của chính phủ. Và quý vị cũng vậy, quý vị có thể lên những cái website của chính phủ chính thức để mà xem. Thì đó sẽ là những cái thông tin mà bổ ích nhất cũng như là chính xác nhất cho quý vị. Đừng nghe lời ai nói cả. Vâng, và từ bây giờ, Thùy Nhung xin được phép hỏi anh Tony. Đây là một câu hỏi mà khán giả đã gửi vào cho đài. Đây, tôi cần bảo lãnh một người vợ ở Việt Nam và theo thủ tục thì người ta đòi cái công hàm độc thân. Thì không biết cái công hàm độc thân này như thế nào và tôi phải làm sao để lấy nó ạ? Vâng, thưa Thùy Nhung, cái công hàm độc thân là cái yêu cầu của chính phủ Việt Nam, không phải là yêu cầu của chính phủ Mỹ khi mà làm giấy tờ bảo lãnh. Chính phủ Việt Nam muốn biết là cái người mà xin bảo lãnh cho người bên Việt Nam đó là họ là một là chính thức là họ một người độc thân đàng hoàng. Thì nước Việt Nam qua lãnh sự quán của Việt Nam họ có cái thủ tục để xin cái công hàm độc thân. Quý vị nên lên cái trang web của lãnh sự quán Việt Nam, đó là Consulate of Vietnam ở tại Houston, hoặc là tòa đại sứ Việt Nam, đó là Embassy of Vietnam ở trên Washington DC. Họ sẽ có cái packet quý vị có thể download được để làm cái công hàm độc thân. Trong đó nó sẽ có cái đơn để xin đăng ký kết hôn, đơn về khám sức khỏe và cái đơn về cái công hàm độc thân. Ok, nào, để xin công hàm độc thân á, thì sẽ có nhiều bước thưa quý vị. Thứ nhất á, nếu mình chưa bao giờ lập gia đình thì mình phải lên cái cơ quan của cái vùng mình ở, chắc có thể là Harris County hoặc là Fort Bend County ở cái nơi tòa đó, để xin một cái lá thư nói là mình chưa bay là trong giấy tờ của cái vùng đó ở tiểu bang Texas chưa bao giờ có mình có đăng ký kết hôn ở trong tiểu bang Texas hết. Ok, cái đó là cái bước thứ nhất. Nếu mà mình đã lập gia đình rồi mà mình đã ly dị rồi đó, thì thứ nhất mình phải đi lên cái phiên tòa đó xin cái certified copy của cái divorce decree của mình, đó là cái giấy ly dị. Một trong hai cái đó, một cái giấy xác nhận là chưa bao giờ đăng ký kết hôn ở trong nước Mỹ, hai là cái giấy ly dị của mình, bao nhiêu lần ly dị. Nào, bước thứ hai là quý vị phải gửi cái certified copy của cả hai đó lên cơ quan
State Department, đó là Bộ Ngoại giao của Texas ở trên tại thành phố Austin, để xin họ cho mình, nó gọi là cái apostille. Cái apostille là một cái giấy xác nhận đặc biệt là cái người tòa này hoặc là cái người trên cái nhà tòa này họ có quyền ký cái giấy mà certified mình đã có trong tay. Thì cơ quan sở Bộ Ngoại giao của Texas họ sẽ cho mình một cái mộc riêng để kèm theo cái giấy certified copy của mình. Ok, cái đó là cái bước thứ hai. Cái bước thứ ba là toàn bộ hồ sơ đó mình phải đưa lên cho lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Houston hoặc là trên Washington DC hay là San Francisco để họ phát minh cái giấy tờ của Bộ Ngoại giao Texas. Khi mà lãnh sự quán Việt Nam đã xác nhận được cái làm cái phát minh rồi đó thì mình mới xài được cái giấy đó, họ mới coi như là cái công hàm độc thân. Kèm với đó mình phải đi khám sức khỏe ở trên cái đơn khám sức khỏe của họ, và mình cũng phải điền mấy cái đơn mà về chi tiết cá nhân. Thưa quý vị, nó hơi rắc rối. Nếu mà quý vị có vấn đề gì đó thì quý vị nên gặp với một người luật sư, văn phòng luật sư mà họ chuyên về mấy cái chuyện này. Vâng, thưa quý vị, đây là một cái câu trả lời mà chúng tôi nghĩ là cũng không có đủ thời gian để mà giải thích hết cho một cái trường hợp của quý vị. Cho nên nếu như quý vị cần đến sự giúp đỡ của những người luật sư thì tôi khuyên quý vị hãy đến với văn phòng luật sư và tìm đến những người nào mà đã có kinh nghiệm lâu trong ngành di trú để tư vấn cho quý vị, để cái hồ sơ của mình nó không có bị gọi là thiếu hồ sơ ngay từ lúc đầu khi nộp lên, để mình nói chung là làm một lần cho nó đúng đó. Và cũng tiếp theo với những cái trường hợp mà bảo lãnh vợ chồng như thế này thì Nhung có một cái thắc mắc là với cái người mà ví dụ như là người thường trú nhân, tức là mới có thẻ xanh 10 năm thôi, mà muốn bảo lãnh vợ hoặc chồng của mình, với trường hợp thì ở người ở Mỹ đi, thì cái trường hợp mà người được bảo lãnh đó phải tốn thời gian bao lâu thì mới có được thẻ xanh? Còn với người ở Việt Nam thì thường trú nhân bảo lãnh sang đây thì họ bao lâu mới có được thẻ xanh? Dạ thưa Thùy Nhung, thường trú nhân họ có quyền bắt đầu cái bước đầu được mà thôi cho cái người thân nhân của họ. Đó là họ có quyền nộp cái đơn I-130. Khi mà nộp cái đơn I-130 rồi đó thì sở di trú sẽ xét coi mình là sự thật vợ chồng hay không, quen nhau hay là có sống chung với nhau hay là có quen nhau từ bên Việt Nam hay không. Họ sẽ cho mình nằm ở trong cái hàng ưu tiên F2A, tại vì đó là thường trú nhân bảo lãnh cho vợ chồng. F2A giống tôi nói hồi sớm đó, thì hôm nay tháng Giêng 2018 thì họ đang xét hồ sơ khi nộp từ đầu tháng 2 2016, thì Thùy Nhung cũng biết là cũng khoảng 2 năm đợi cho cái hàng ưu tiên đó. Khi mà gần sắp tới cái hàng ưu tiên đó rồi đó và mình đã được chấp nhận là mình là vợ chồng sự thật thì lãnh sự quán Hoa Kỳ hay là cái cơ quan NVC họ sẽ báo cho mình biết là ok, bây giờ họ tiến hành cái bước tới để mình nộp hồ sơ để bảo để cho vợ chồng mình bảo lãnh phỏng vấn ở bên Việt Nam. Thì nói chung là cái người thường trú nhân này sẽ cần phải đợi cho cái hàng ưu tiên ít nhất là khoảng 2 năm cho cái người bên Việt Nam có quyền bắt đầu đi phỏng vấn bên kia. Còn nếu mà người ở bên Mỹ khi mình nộp hồ sơ xong là hình như là người ta cũng có khoảng thời gian để mà đi phỏng vấn hả? Họ vẫn phải đợi 2 năm thưa Thùy Nhung. Tại vì cái hàng ưu tiên này là cho khắp thế giới. Tại vì mình là thường trú nhân, cái quyền của mình nó thấp hơn là cái người công dân Mỹ, thì họ bắt mình phải đợi cái hàng ưu tiên lâu hơn. Vậy là nếu mà người thường trú nhân bảo lãnh người ở đây cũng phải đợi 2 năm? Cũng phải đợi 2 năm thôi. Rồi gần sắp tới cái ngày 2 năm đó mới bắt đầu được xin cái thẻ xanh cho cái người mà mình muốn lãnh qua. Vậy thì nó sẽ lâu hơn là so với cái người mà đã có quốc tịch. Chính xác. Người có quốc tịch mà bảo lãnh cho thân nhân, đó, vợ chồng đó, thì sẽ không có cần phải đợi cái hàng ưu tiên gì hết cả, có nộp hết cùng lúc một lúc. Dạ, thì cái này là cái lời khuyên mà Thùy Nhung nghĩ là có khá nhiều người ngoài kia đã đến ngày được đi thi quốc tịch nhưng mà vẫn còn không chịu thi quốc tịch mà cứ nghĩ rằng mình có thể sanh, mình vẫn có thể bảo lãnh người thân. Thì thưa quý vị, nếu mà quý vị ngoài kia, nếu mà có ai đang có cái ngày mà được đủ để đi thi quốc tịch thì nên đi thi quốc tịch để mình có nhiều cái ưu tiên hơn cho mình nhé. 4 năm 9 tháng từ lúc mà mình có thẻ xanh chính thức đầu tiên, nếu mà mình là độc thân hay là mình được người gia đình bảo lãnh ngoài trừ vợ chồng, nếu mà là vợ chồng thì mình vẫn sống chung với nhau là vợ chồng thì trong vòng 2 năm 9 tháng.
Vâng, 4 năm 9 tháng thực ra là thưa quý vị ơi, bây giờ thời gian này mà mình có đăng ký thi quốc tịch nó cũng khá lâu, chờ đợi cũng khá lâu. Cho nên là tranh thủ thôi, cứ nộp đơn đi rồi muốn suy nghĩ gì nữa thì suy nghĩ tiếp nhé. Và thưa quý vị, đây là một câu hỏi thứ hai mà Thùy Nhung nghĩ là có nhiều người có thẻ xanh và trong cái giai đoạn là chỉ có thẻ xanh 2 năm hoặc là trong cái giai đoạn mà đợi xin thẻ xanh 2 năm đó anh, là người ta muốn đi ra khỏi nước Mỹ có được hay không và có cần phải xin giấy tờ gì hay không ạ? Hai cái đó là hai cái đợi thời gian khác nhau thưa Thùy Nhung. Nếu mà mình đang đợi cái thẻ xanh đầu tiên á, coi như là mình chưa có cái thẻ xanh nào hết cả, thì mình phải đợi cho một cái giấy phép, nó gọi là cái advance parole, họ sẽ cấp theo với lại cái giấy cái thẻ đi làm của mình. Đó là nếu mà mình xin trên cái đơn E-131, mình phải kèm theo với lại cái hồ sơ bảo lãnh chính thức của mình. Thì trong vòng bây giờ thì đến cũng khoảng 5 tới 6 tháng sau họ mới cấp cho mình cái thẻ đi làm cùng lúc là cái giấy phép advance parole. Sau khi có cái đó thì tha hồ đi. Nhưng mà quý vị đừng nên đi hơn 90 ngày một lúc. Nếu mà đã có thẻ xanh 2 năm rồi mà bây giờ mình đã nộp đơn để xin thẻ xanh 10 năm. Khi đã nộp rồi đó thưa quý vị, cái hóa đơn mà họ gửi về sau khi đóng tiền á, hóa đơn đó là cái giấy automatic extension, coi như là họ gia hạn automatic. Mình chỉ xài cái hóa đơn đó với lại cái thẻ xanh cũ và lại cái hộ chiếu của mình, có quyền đi ra ngoài nước và xin trở lại trong vòng cái 1 năm gia hạn đó. Nếu mà gần sắp hết hạn cái 1 năm trong cái hóa đơn đó thì quý vị có quyền lên sở di trú xin họ đóng thêm cái mộc cho mình 6 tháng nữa. Vâng, cái vấn đề mà đi ra khỏi nước Mỹ đối với những người mà có thẻ xanh thì thực sự nó cũng khá phức tạp. Cho nên là quý vị hãy cẩn thận và coi kiểm tra lại cái thẻ xanh của mình nó đã hết hạn hay là cần gia hạn hay là cần tư vấn, thì quý vị hãy có thể gọi cho văn phòng Dinh Law Firm để các luật sư có thể tư vấn cho quý vị thêm nhiều hơn nhé. Và ngày hôm nay chương trình cũng đã đến thời gian mà chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt. Thùy Nhung xin một lần nữa cảm ơn anh Tony Đinh đã đến đây cùng chương trình và gửi đến cho quý vị thật nhiều thông tin bổ ích ạ. Cảm ơn. Thùy Nhung xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi chương trình. Xin cảm ơn quý vị.